Wow, người quen. Anh nhìn cái gì đấy? Không thấy tôi đang làm gì à? Đưa đây, để tôi giúp cho. Đang tức cái gì à? Không. Tôi tưởng chắc phải đang yên tiết lắm thì mới... Xong rồi. Xin lỗi chị nhá. Thôi bỏ đi, tôi sẽ... Sẽ gì ạ? Tôi sẽ vứt đi chứ làm gì nữa. Chắc là ý trời. Đã đến lúc tôi không còn lưu luyến thứ không thuộc về mình nữa rồi. Là những tương tư hoài mong, yêu là khi thổn thức chờ trông, là khi sóng xanh nỗi lòng. Yêu là trao dâng hết cuộc đời, là những phút giây không lời. Yêu là chỉ vậy thôi, còn không những điều xa vời. Hỏi khắp thế gian ai từng yêu, biết được vì sao bỗng nhiên là yêu. Vì sao trái tim đang hồn nhiên bỗng như khờ dại. Đời như gió như mây vương vãng chút tình, đâu biết yêu là kiếp mà ta mới thấy đâu là yêu. Em có muốn nghe một câu chuyện về đôi giày không? Anh kể cho. Nhá. Một đôi giày được sản xuất ở một nhà xưởng. Nhưng nếu đeo mác hàng hiệu vào ấy thì nó có giá hàng trăm triệu. Đeo mác nội địa thì có giá chỉ vài ba triệu. Không đeo mác có khi chỉ vài chục nghìn nữa. Cho nên rút ra một điều, xuất xứ ở đâu rất quan trọng. Một đôi giày nếu như được bày bán ở trong khu chợ ấy, nó sẽ có giá khoảng vài chục ngàn. Nhưng nếu đem nó vào shop thì giá của nó sẽ được nhân lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần. Lại rút ra được tiếp một bài học, đặt ở vị trí nào cũng rất quan trọng. Nhưng mà một đôi giày thì đắt tiền đến đâu, nếu không đi vừa thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên là phù hợp rất quan trọng. Anh biết là xuất thân của anh không được như em, nhưng anh sẽ luôn đặt em ở vị trí trung tâm nhé. Cho nên Châu cô nương có thể đặt chân vào vị trí đấy, gớm thử xem chúng ta có phù hợp hay không. Một đôi giày nếu như chỉ còn một chiếc sẽ không bán được cho ai cả, thậm chí có cho chả ai lấy cả. Cho nên chiếc còn lại rất quan trọng. Nên em có thể làm chiếc giày còn lại của anh được không? Anh nghĩ là em không đồng ý mà em lại chịu đi đôi giày này à? Không phải cổ nữa đâu anh ạ, tôi sẽ gọi ship đôi giày khác. Chiếc giày này có lẽ chỉ nên còn một mình thôi. Của chị này, số phận của nó chưa hẩm hiu đến mức con ở lại một mình đâu. Tôi cứ tưởng là... Đấy là chị tưởng thế thôi. Oh!
Không có gì đâu. Tên của anh là gì vậy? Quá tam ma bận rồi, không có lần thứ tư đâu. Biết tên để làm gì? Chào chị nhá.